Hello, xin kính chào toàn thể anh chị đã quay trở lại với Thái Học Ô tô Sài Gòn. Rất là may mắn anh chị ơi, đã được khách hàng học để là cho một siêu phẩm Lexus LM 350 2023 đăng ký vào tháng 12 2023. Chiếc xe này là nước sơn zin quanh xe, chưa một hạt sơn ngoài nha anh chị. Sản xuất 2023 thì anh chị sẽ còn được bảo hành khá là dài đến 2028. Đây là một mẫu xe chiến cơ mặt đất, hơn cả Alphard nha anh chị, đàn anh của Alphard đó. Hai cửa lùa nè, form dáng xe thì chắc nịch. Lexus là một cái thương hiệu sang trọng đẳng cấp, tìm các chủ tịch, tìm các anh chị doanh nhân, và học rất là may mắn anh chị. Lần đầu tiên học được review, được chào bán cho anh chị cái sản phẩm này, cũng rất là may mắn khi mà làm nghề được làm những cái sản phẩm như thế này nha anh chị. Rồi học xin giới thiệu lại, đây là mẫu xe Lexus ML 350 2023 đăng ký tháng 12. Anh chị sẽ còn được bảo hành lên đến 5 năm là tháng 12 cuối 2028 nha anh chị. Cũng như là còn được bảo dưỡng miễn phí, tức nghĩa là tiền nhớt, lọc kể cả thay thế nè, tiền công. Khi mà anh chị đến bảo dưỡng, anh chị sẽ còn được miễn phí 100% nha anh chị. May mắn hơn nữa là chiếc xe này chủ trước của học gìn giữ, chưa chạy xước cũng như là chưa tốt dặm bất kỳ chỗ nào. Anh em học về chỉ cần việc đánh bóng sơ bộ, diệt khuẩn, khử mùi, tách ẩm bên trong nội thất thôi. Cái sản phẩm này chủ trước mới lăn bánh có 3.000 km thôi anh chị. Tất cả những cái xe bên học bán ra đều khuyến khích, nhưng cái sản phẩm lớn này thì học sẽ bắt buộc anh chị đến kiểm tra qua chất lượng những cái mà mình học miêu tả về km, về chất lượng của xe. Đó. Xe này thì anh chị muốn mua xe mới 2024 thì form nó vẫn như là như thế này. Nhưng mà anh chị đợi tới tháng 3 2025 mới có xe giao cho anh chị nha. Còn mà anh chị liên hệ với học là học đang có chiếc màu trắng trước màn hình cô chú anh chị đây, giao ngay cho anh chị luôn. Và anh chị sẽ tiết kiệm được 1 tỷ đồng nha anh chị. 1 tỷ đồng, một chút nữa học sẽ đưa cho anh chị cái giá chuẩn luôn để cho cô chú anh chị dễ đưa ra quyết định nha. Rồi, xe này thì mang biển số tỉnh, đi 3.000 cây, chưa một hạt sơn ngoài, chưa chạy xước chỗ nào nha. Để học tả vậy cho anh chị dễ nắm, đi chỉ mới 3.000 cây thôi. Trang bị động cơ 3.5 V6 máy xăng 7 chỗ. Rồi đầu tiên vẫn như thường lệ, Thái học xin mời anh chị cùng học đi kiểm tra qua chi tiết ngoại thất nè. Anh chị nhìn cụm đèn pha là hết bài đúng không anh chị? Quá đẹp, một cái thiết kế cực kỳ đẹp anh chị ạ. Ở đây nó có cái đèn nữa nè anh chị. Đó, đèn LED nè. Anh chị nhìn cái xi nhan nè, nhìn rất là hầm hố nha anh chị. Chiến cơ mặt đất Alphard, xe này là anh của chiến cơ mặt đất nha anh chị. Sang trọng hơn, đắt tiền hơn, an toàn hơn và đẳng cấp hơn nha anh chị. Đây anh chị nhìn nè, hôm trước là học bán con Alphard 2024, cách đây tuần trước học có giao đó. Hôm nay lại về anh của Alphard, siêu phẩm nha anh chị. Chủ trước giữ gìn cực kỹ, nhà chủ trước thì còn con lăng cruiser nữa. Con này thì đi trải nghiệm và anh đã chia sẻ lại cho học, rất là may mắn, xin chân thành cảm ơn anh đã lợi lại cho anh em chiếc xe này. Nói chung là xe này thì ít khi mới được bên học mua về, thì thực tế ra những cái dòng này thì nó khá là đắt tiền anh chị. Đó, nói chung là hàng xa xỉ mà. Anh chị nhìn cái mặt nè, ga lăng nè. Chiếc xe này anh chị bên học đang chào bán là 6 tỷ 890 triệu đồng. Nói chung là gần 6 tỷ 7 đó anh chị. Đó, 6 tỷ 9 đó, 6 tỷ 890 triệu đồng nha anh chị. Tiết kiệm hơn xe mới là tròn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên bên học đang có một chiếc xe duy nhất để giao cho anh chị ngay từ Nam ra Bắc nha. Xe này thì anh chị cứ việc mua, cứ việc chết hãng thoải mái. Chi phí chết hãng thì xe này nó sẽ đắt hơn gấp 3 lần những xe bình thường. Nó sẽ là 6 triệu, những xe bình thường nó khoảng 32 triệu anh chị. Tuy nhiên á, anh chị chết về những xe của Lexus thì yên tâm, anh em nó thu phí cao, anh em người ta sẽ chết cho anh chị từng cái mâm, từng cái vỏ, từng cái lịch sử sơn, rồi người ta kiểm tra nước sơn. Đó, sơn đâu là người ta sẽ báo cho anh chị luôn nha. Rất là dễ anh chị ơi, mua những cái dòng xe đắt tiền như thế này á thì nó cũng dễ lắm, đi bỏ ra chỉ cần có tiền bỏ ra thì anh em sẽ check cho anh chị nha, mang vào đại lý chính hãng để anh chị kiểm tra luôn. Đó, anh chị nhìn phơm dáng nè. Học tin rằng là khi mà anh chị đang có nhu cầu cũng như là sở hữu những chiếc xe, muốn sở hữu như chiếc xe này thì anh chị rất là rành về công nghệ, rất là rành về như là thông số kỹ thuật của xe cũng như là về mã lực. Đó anh chị, để học đi học mở đi một vòng nha, đi một vòng rồi học sẽ mở cốp
mở cửa rồi kiểm tra bên trong. Hôm nay là học bị cảm anh chị, sáng giờ bán được 8 xe rồi. À, ngày hôm qua là học đã bị sốt rồi, rất là may mắn làm xiết anh chị. À, để học mở lốc cái. Rồi đầu tiên mình vô cái khoang mà tài xế đi, thì anh chị sẽ có ốp gỗ bọc da, những chi tiết này buộc phải có rồi. Tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, nói chung là đầy đủ, không thiếu gì hết. Anh chị đi chỉ 3.000 cây, 3.000 cây nha. Đồng hồ thì cũng rất là đơn giản, nhưng những cái chi tiết nhắn nhá trong đây nó làm bằng mạ rôm, nhìn rất là sang trọng ha anh chị nè. Đó, những cái chi tiết này, anh chị nhìn thấy không? Lắc sệt đẳng cấp, rất đẳng cấp anh chị ơi. Đó. Và hơn thế nữa là anh chị sẽ có cái điều khiển ở đây, cái bệ chân nè anh chị. Cái bệ bước chân, cái bệ đùi ở đây ha. Rồi, ghế chỉnh điện ba hướng, nói chung là về chắc xe thì học nghĩ là không cần phải tải nhiều đúng không anh chị? Đi chỉ mới 3.000. Đây, loa nè. Levinson Master, rất là đẳng cấp. Rồi. Bên trong đây á thì anh chị sẽ có một cái khoang giống như là một cái khoang siêu xe đó anh chị. Những cái chi tiết nhắn nhá nè, bọc da xịn nha anh chị. Mạ rôm nè, hai vùng lạnh nè. Rồi bản đồ để học coi thử cái xe này camera 360 độ nó đẹp. Nó có rõ nét không nha anh chị. Học cài số lùi coi. Quá rõ nét anh chị ơi. Rõ nét kinh khủng. Đó, giả lập hành trình lùi xe. Đó, giả lập bên trên mui xe đưa xuống, rất là rõ nét anh chị. Đó, cái vô lăng là nhìn là mê ngay, đẳng cấp nha. À, chủ tịch đó thì đi là lăng cruiser. À, vợ chủ tịch đi xe này được nha anh chị. À, xe này thì học không có nhiều về kinh nghiệm về option, nói chung là học cũng dân giả lắm, bán mấy chiếc xe bình dân quen rồi. Lâu lâu thì những chiếc xe đẹp này được quý khách hàng yêu thương gửi lại thì thấy cũng được, nên là cũng mua về phục vụ tiếp cho anh chị nha. Xe này về chất lượng thì không cần phải bàn đúng không anh chị. Chạy có 3.000 cây. Rồi ở đây thì là anh chị sẽ có là sấy ghế, sửa ghế đầy đủ hết, ốp gỗ xịn nha anh chị. Ghế da ở bên đây nè, có bờ đùi nè. Đó, nội thất xe này thì không cần phải bàn nhiều anh chị ơi, nó đẹp long lanh. Đó, Levinson siêu phẩm. Cái cửa nó to đùng rồi anh chị. Cái cửa nó nè. Bằng căn biệt thự đúng không anh chị? 6.9 nè. Cái đường nét nó thiết kế nhìn rất là đã anh chị, nhìn những cái chỗ này nè. Đó, nó thiết kế nè, nhìn tổng thể nó nhìn rất là phê ha. Đó. Rồi, mâm mạ rơm. Ghế thương gia nha anh chị. Rồi, học mở cái này ra thì anh chị sẽ có những cái nút điều khiển ở đây. Cái này là sửa sấy ghế. Đó, reset vị trí nhớ ghế nè, của chủ tịch nè. Đó. Đã không anh chị? Nhìn cái ghế là thấy mê rồi. Muốn lên ngồi rồi. Cái mùi rất là dễ chịu anh chị. Cái mùi của xe này, cái mùi da rất là dễ chịu. Chi tiết ở đâu nó cũng là bằng da. Đó, bằng da, bằng gỗ, bằng nhung. Đúng là xe sang đúng không anh chị? Đẳng cấp không? Đó, nhìn cái chằng nè. À, anh chị nào á mà có rành xe này về những cái công nghệ gì hay hay á, anh chị bình luận lên giúp học nha. Ở đây là cái chằng để điều khiển nhiệt độ dàn lạnh nè. À, ở đây hình như cái màn hình nè anh chị. Đó, anh chị giúp học nha. Cái này anh chị nào phải màn hình không? Bình luận vô. Tại vì thật ra cái dòng này mới vừa về thôi. Thì hôm nay học cũng bận từ sáng tới giờ. Thì có cơ hội học cũng chưa tìm hiểu thông tin ở đâu hết. Quay lên chỉ quay sơ sơ những cái này để cho anh chị nắm thôi. Và học tin rằng á, những cái quý khách hàng của học á, những anh chị mà đẳng cấp mua được chiếc xe này thì phải gọi là quá đẳng cấp rồi đúng không anh chị? Rất là rành về thông số kỹ thuật. Tại anh chị mua cái này nó giống như là một cái, còn hơn là cái biệt thự nữa anh chị. Đó, 6.8 rồi. 6.890 rồi. Đó là gần 6.9 rồi. Mới nguyên à. Ở đây nó là bằng nhung anh chị, bằng nhung rất là đẳng cấp. Đó, mới tinh tình tinh. Đó, và có một cái điểm chê nha. Là cái xe này anh chị vẫn phải mở cốp lên bằng cơ này, dùng lực một xíu à. Nhưng mà xuống á thì sẽ có điện hỗ trợ lực, đây, hỗ trợ điện một chạm. Đó.
Ồ, sách hướng dẫn sử dụng là một vỏ sách luôn nè anh chị. Lắc sạch LM350 đó. Kêu chỉ xe này quen thói quen, quay cứ đưa vô hoài, xe nước sơn zin thì không cần phải quay đúng không anh chị? Đó, cái chằng này có hai cửa sổ trời. Đó, chiếc xe này nó bằng mấy xe Sedona ta, mấy chiếc Carnival luôn. Đó, 6 tỷ 8 là bây giờ mua được 6 chiếc Carnival rồi. Đó. Đẳng cấp không anh chị? Anh chị đi mà đi xe này là học phải có cơ hội được tiếp xúc với anh chị mà mua được xe này là học rất là may mắn hạnh phúc luôn. Đó. Cầm tiền mà 6 tỷ mấy mua cái xe này thì nói chung là học sẽ không có cơ hội tiếp xúc anh chị. Đó. Chỉ có bán xe mới được tiếp xúc với anh chị thôi. Chứ còn kinh doanh thì tầm học là chắc còn bé xíu. Chị nhìn thấy không? Mới tin nè, anh chị nào mà thấy học và quay phim nè, thấy xe này mà có nhu cầu sử dụng liền á, mong là anh chị liên hệ trực tiếp với Học nha. Số điện thoại của Học là 0901224668. Đó, xe thì không cần phải bàn về chắc xe thôi, anh chị liên hệ với Học, Học sẽ thương lượng về giá cả, xíu là mang xe đến tận nơi cho anh chị luôn. Xe này thì anh chị chỉ cần cọc cho Học thôi, Học cổng xe tới nhà luôn. Xe này chắc là không chạy nha anh chị, vì hiện trạng nước sơn zin, nước sơn zin 100%, chưa một hạt sơn ngoài. Đó, rất mới, rất mới anh chị. Đó, tupi tup lô nè. Anh chị nào biết cái xe này có cái gì hay hay chia sẻ với Học. Chia sẻ đi, tại vì con xe này nó cũng lạ với Học quá. Xe này Học nghĩ là trong một hành trình dài của Học thì rất hiếm khi được quay review những cái xe như thế này đúng không anh chị? Quá đẳng cấp anh chị ơi. Nhìn phần đèn này. Đó. 6 tỷ 890 triệu đồng. 6 tỷ 890 triệu đồng, tiết kiệm hơn xe mới là 1 tỷ và có xe giao ngay cho anh chị nha. Bảo dưỡng miễn phí 3 năm, 2026 tháng 12 và bảo hành tới tháng 12 năm 2028. Đẳng cấp không anh chị? Quá đẳng cấp. Quá đẹp. Dạ rồi, Học xin kết thúc video tại đây. Anh chị ơi, anh chị nào có những dòng xe Lexus như thế này nè, những dòng xe mẹt, BMW, Lexus, những xe đi lướt đời cao, anh chị trải nghiệm, không có muốn sử dụng nữa, không có nhu cầu sử dụng, dư xe, hãy liên hệ với Học. Học mua rất là ok nha anh chị, bán lời ít xíu, nhưng mà hy vọng có những cái xe chất lượng, được phục vụ cho cô chú anh nhiều, số lượng lớn, là Học đã có tiền rồi. Dạ rồi, thì địa chỉ của bên Học là ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị có gì liên hệ với Học số 0901224668. Đó. Bên đây thì Học cũng về thêm con Baro 5008 5 cộng 2 siêu phẩm nha anh chị. Nước sơn zin cũng là 98%. 5008 bản alu có cửa nóc. Xe này chạy mới 22.000 cây à, 2021 còn mới nguyên luôn. Và hiện trạng xe này là chưa làm đẹp nha. Xe này là chưa làm gì luôn nha anh chị. Hôm nay Học về rất là nhiều xe nên là em này bỏ ở đây, sáng mai mới bắt đầu đi cho đánh bóng đồ, dọn rửa đồ. Còn khá là nhiều xe CX8 nè, CRV hồi sáng Học bán được một con này cọc rồi nha anh chị, con này nhận cọc rồi. Đó, Xpander còn hai con, XL7 bên đây nhận cọc rồi, full tiền rồi. Xe này full tiền. Dạ rồi, Học xin chân thành cảm ơn anh chị. Có nhu cầu mua bán xe, trao đổi xe nhớ liên hệ với Học. Học xin chân thành cảm ơn. Xin chào và xin hẹn gặp lại.